Với kính chào quý vị. Hôm nay thứ ba ngày 17 tháng 9 năm 2019. Đến với bản tin hoa tình đốn tối nay gồm có tin phân tích do Nam Anh thực hiện. Để mở đầu, với phụ kính mời quý vị theo dõi phần 1. Nam Anh kính chào quý vị. Hôm nay thứ ba 17 tháng 9 năm 2019. Đến với bản tin hoa tình đốn tối nay gồm có nhận định và phân tích thời sự Việt Nam. Chủ đề ông trọng gặp khó khăn đi Mỹ do nhà báo Phạm Trần biên soạn. Để mới đầu, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi phần 1. Nếu không có những đột biến ngoại giao tam giác giữa Hà Nội, Bắc Kinh và Hoa Thịnh Đố trong thời gian ngắn, thì chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng dự trù trong năm nay 2019 sẽ khó xảy ra. Đó là kết luận của giới chuyên gia, có nhiều nguồn tin tín nhiệm về ban giao Việt Mỹ ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn đưa ra hồi đầu tháng 9. ngay sau khi có tin ông trọng có thể thăm Mỹ vào tháng 10. Ông trọng đã được tổng thống Donald Trump mời thăm Hoa Kỳ hồi tháng 2 năm 2019 khi ông Trump đến Hà Nội họp thượng đỉnh với lãnh tụ Bắc Hàn Kim Chính Ân tức Kim Jong Un để bàn về giải giới vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn nhưng thất bại. Ông Trọng nhận lời mời của ông Trump và ngay sau đó báo nhà nước Việt Nam loan tin chuyến đi sẽ diễn ra trong năm 2019. Tuy nhiên, sau khi ông Trọng bị đột quỵ nhẹ vào ngày 14 tháng 4 năm 2019 trong chuyến thăm và làm việc tại Kiên Giang, thì chuyến đi rơi vào vô định. Nhưng sau 4 tháng chữa trị tình trạng sức khỏe của nhà lãnh đạo đã trở lại bình thường với những cuộc tiếp khách nước ngoài và ông Trọng đã có thể nói chuyện dài tại một số buổi họp của đảng như ông đã làm trong dịp kỷ niệm 50 năm di chúc của ông Hồ Chí Minh tại Hà Nội ngày 30 tháng 8, 2019. Vì vậy, này lại có tin ông Trọng có thể sang Mỹ vào tháng 10, 2019, nhưng dự đoán này thiếu cơ sở cả từ phía Việt Nam lẫn Mỹ trở ngại Việt Trung. Theo các chuyên gia thảo tin Việt Mỹ ở thủ đô Hoa Thành Đốn, thì chuyến đi Mỹ của ông Trọng trước hết gặp trở ngại giữa hai nước Việt Trung. Thứ nhất, Trung Quốc đã dùng tàu khảo sát dầu khí Hai Giang Đi Dinh hay Hải Dương Tám, có tàu võ trang hộ tống quấy phó Việt Nam ở vùng biển Bãi Tư Chính từ ngày 3 tháng 7 và chưa có dấu hiệu rút lui là nhằm áp lực ông Trọng suy nghĩ lại chuyến thăm Mỹ. Thứ hai, sự có mặt của Hải Dương 8 ở khu vực cực nam của hình lưỡi bò do Trung Cộng từ vẽ từ năm 1947 là Bắc Kinh muốn tái khẳng định chủ quyền không tranh cãi của mình trên diện tích 90% của trên 3 triệu cây số vuông Biển Đông. Cho tới nay, Việt Nam và Mã Lai Á được quay như đã công khai mạnh nhất chống lại áp lực đòi gác tranh chấp để cùng khai thác của Trung Quốc so với các quốc gia có tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc gồm Phi Lục Tân, Nam Dương và Brunei. Nhưng khác với vụ tàu Hải Dương 981 năm 2014, lần này Hải Dương 8 không chỉ xâm nhập bên trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý trên 370 cây số của Việt Nam ở Bãi Tư Chính, nơi có dạng khoan Hakiyu 5 đang hoạt động ở lô dầu 06.1 của liên doanh Việt Nam, Nga, Ấn Độ nằm ở phía tây bắc của bãi Tư Chính mà còn công khai di chuyển vào gần bờ biển Việt Nam, có lúc chỉ cách Quảng Ngãi chừng 90 cây số. Theo tài liệu của báo, nhà đầu tư Việt Nam thì hải dương 8 với các tàu hộ tống hùng hậu còn đến khảo sát các lô 130, 131, 132, 133 154, 155, 156 và 157 trên một diện tích là 31.000 cây số vuông trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Theo tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng vào ngày 2 tháng 9 năm 2019. Mặc dù tình hình nghiêm trọng như vậy, nhưng ông Trọng vẫn không nói nửa lời hay không biết phải hành xử ra sao. Ban tuyên giáo cơ quan chỉ huy báo chí và truyền thông của Đảng Cộng sản Việt Nam đã không cho phép báo đài đưa tin về hoạt động của lực lượng bảo vệ Việt Nam cũng như các hoạt động của Hải Dương 8 và lực lượng hộ tống Trung Quốc ở vùng tư chính. Hầu hết các bài báo viết về vụ tư chính đều lấy từ nước ngoài, tập trung vào nội dung lên án Trung Quốc và binh vực Việt Nam. Rất may là cho đến nay, chưa có tin đụng độ với lực lượng bảo vệ có võ trang của đôi bên. Về phần mình thì ông Trọng đã ủy thác cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đưa ra phát ngôn về tình hình Biển Đông kể từ khi xảy ra vụ thứ chính. Tại phiên họp ngày 4 tháng 9 năm 2019, chính phủ đã khẳng định kiên trì, kiên quyết đấu tranh bằng các biện pháp hòa bình đối với các hoạt động vi phạm chủ quyền trên biển theo cổng tin chính phủ. Ông Phúc cũng chỉ thị về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, các bộ quốc phòng, công an, ngoại giao theo dõi, cập nhật thông tin, phân tích và dự báo đúng tình hình, thực hiện các giải pháp đồng bộ để bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền và lợi ích quốc gia, đề xuất các giải pháp chủ động ứng phó, xử lý chặt chẽ kịp thời có hiệu quả các vấn đề trên biển, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Trong khi đó, lên tiếng tại Đại hội đồng lần thứ 40, Hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á, tại Bangkok, Thái Lan, ngày 26 tháng 8, 2019, Chủ tịch Quốc hội Cộng sản Việt Nam, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, đã kêu gọi các nước kiềm chế, không quân sự hóa, không có hành động làm phức tạp tình hình theo báo Hà Nội mới ngày 26 tháng 8 năm 2019. Bà Ngân nói, những diễn biến phức tạp ở khu vực thời gian qua đã dấy lên nhiều lo ngại. Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 vừa qua, các nước đã lên tiếng thẳng thắn về những hoạt động đơn phương trên Biển Đông, vi phạm chủ quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia ven biển, làm xói mòn lòng tin, tác động tiêu cực tới hòa bình, an ninh và ổn định tự do an toàn hàng hải hàng không ở khu vực. Vì vậy cần khẳng định lại những nguyên tắc và nhận thức chung đã được các nước ASEAN và cộng đồng quốc tế công nhận rộng rãi đối với vấn đề biển Đông, trong đó có đề cao việc tuân thủ luật pháp quốc tế và công ước Liên hợp quốc về luật biển năm 1982. Tự kiềm chế, không quân sự hóa không có hành động làm phức tạp tình hình, thực thi đầy đủ, nghiêm túc tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông và nỗ lực hoàn tất bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông có hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế. Tuyên bố của bà Ngân không có gì mới mà chỉ lặp lại sự quan tâm đã được nghe nhiều lần từ phía Việt Nam, nhưng từ lâu Trung Quốc không quan tâm đến những lời nói suông quen thuộc của Việt Nam. Bắc Kinh cũng không màng đến yêu cầu rút Hải Dương 8 và chấm dứt các hoạt động quấy nhiễu quanh tư chính của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. Thứ ba, điều này càng làm cho ông Nguyễn Phú Trọng mất ăn mất ngủ trước quyết định đi Mỹ. Bởi vì ngoài vụ Hải Dương 8 chưa xong, ông Trọng còn bật bù đầu vào việc chuẩn bị các văn kiện và việc tổ chức các đại hội đảng địa phương để chọn người cho Trung ương đảng khóa 13 dự kiến diễn ra vào tháng Giêng năm 2021. Hơn nữa, nếu ông Trọng đi Mỹ mà không thăm Trung Quốc trước để gặp Tập cận Bình như ông đã làm năm 2015, trước khi thăm Mỹ gặp Tổng thống Barack Obama, thì Việt Nam sẽ ăn không yên với Bắc Kinh. Nhưng trong hoàn cảnh hiện nay qua vụ Hải Dương 8 và các tàu võ trang hộ tống của Trung Quốc vẫn còn trờn vờn, quấy phá vùng tư chính. Thì làm sao mà ông Trọng có mặt nào mà đi Trung Quốc để mất thể diễn? Kính thưa quý vị, bài nhận định và phân tích thời sự đến đây xin tạm ngưng. Nam Anh sẽ tiếp tục phần 2 sau phần thông báo và quảng cáo. Kính thưa quý vị, bản tin hoạt trình đốn đến đây xin tạm ngừng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.